mong lần này mình sẽ hợp tác vui vẻ. Dạ. Tán vui vẻ. Buông tay ra. Chị Lâm, chị Lâm, buông ra. Thấy là đẹp tính về hả? Dạ. Rồi bây giờ tính về luôn tôi hả? Buông tay ra. Dạ chị buông tay em. Ủa chị Mén, chị lên đây làm cái gì vậy? Ủa, chị Một không nói với Cưng hả? Kể từ ngày hôm nay, chị sẽ làm quản lý ở cái tiệm này nè. Cái gì? Hả? Ủa, em không tin hả? Em không tin em điện hỏi dì Một đi. Ủa mẹ, sao mẹ không nói gì với con về vụ bà Mén hết trơn vậy? Bà biết gì về Neo đâu mà làm. Không được, cái tiệm nail của mình đâu phải chạy từ thiện đâu. Mẹ, mẹ. Sao rồi Cưng? Dì Một nói sẽ cho chị làm quản lý đúng không? Cưng á là con, đừng bao giờ cãi lời cha mẹ nghe không? Kể từ ngày hôm nay, Mén chính thức làm quản lý của tiệm móng này. Đến với nghề nail này, Cưng phải biết một số điều như sau. Điều 1 là phải biết uyển chuyển, nhẹ nhàng, từ tốn, kiệm lời. Điều đặc biệt, khi làm chúng ta phải nín thở, nín càng lâu càng tốt. Trời đất ơi chị, nín vậy lỡ tắt thở luôn sao chị? Không, chưa bao giờ có trường hợp tắt thở xảy ra. Điều thứ hai là... Tiểu hoài, tôi sang trọng gì nè, phải làm nghề thấp hèn vậy hả? Tôi không làm nữa. Nè, mẹ có tin tao lấy cái bàn chân ngọc chân ngà của tao đá cho mặt mày không? Ờ, mày làm gì mà đá tôi? Hả, Cương vừa nói cái gì? Vừa nói cái gì? Ngành nail là cái nghề thấp hèn hả? Ờ. Ờ, đi tìm cái nghề khác cho trang trọng hơn đi. Trời ơi, có biết là người ta đi làm cái nghề nail này, người ta nuôi sống bản thân người ta, thậm chí người ta còn nuôi cả gia đình người ta. Có những người, người ta một người làm nail, người ta nuôi cả vợ chồng con cái luôn, biết không? Mà nói chuyện như vậy hả? Nói chuyện như vậy mà nói được hả? Nuôi cả gia đình, vậy bà về mà làm đi, tôi không làm nữa. Nè, cái gì vậy? Tiệm nail của em nhỏ, không hợp với lại người cao sang như chị. Chị Lâm, tiễn khách. Yes, mà là tiễn dòng. Đi kiếm cái nghề khác, trân trọng hơn đi, cao quý hơn đi. Cái ngành nail này thấp hèn lắm. Đi, nè, đi. Nè, tôi với cô là chị em hả? Tôi về tôi mét cô Một cho cô coi. Trời ơi, mét kệ đi. Trời ơi, thứ mà đi vô làm mà cài qua lên đầu là thấy không vui rồi đó. Nhớ đó. Em gái, sao đứng đây khóc vậy? Tôi bị em gái họ của tôi Happy nó đuổi. Tôi vô làm mướn cho nó. Tôi lỡ sai chút xíu mà nó đuổi tôi. Ai đuổi chị? Là chị không muốn làm. Chị khinh thường cái nghề này. Bây giờ chị muốn làm gì? Muốn làm đi chỗ khác mà làm. Trời, cô vừa phải thôi. Người ta dưới quê người ta lên, cô không nhận người ta thôi, còn xài xẻ người ta vậy nữa. Anh biết gì mà nói. Anh thương bả thì anh đem vào tiệm của anh đi. Happy, thôi được rồi, để tôi đi về quê. Không đi đâu hết á. Trời ơi, Cưng không hổ danh là hậu vệ cứng của con Một. Nghĩ ra cách đó mà để cho chị qua bên đó học kỹ thuật nail miễn phí. Em mà, nhưng mà chuyện chị em mình kết hợp, tốt nhất chị đừng để cho chị Lâm biết. Bà nhiều chuyện cỡ nào cũng để lộ sơ hở cho coi. Ok Cưng, chị sẽ kính như bưng. Ủa, mà sao em biết được á, thằng Phát sẽ nhận chị qua bên đó làm vậy? Thằng cha Phát coi vậy chứ. Theo như em thấy, ổng là một người nhẹ dạ, cả tin lại hay thương người nữa. Ghê ghê ha. Hiểu nhau như vậy, có khi nào sau này yêu nhau luôn không tới? Ê, bậy bạ, em không có thích vậy đâu nha. Ơi, còn mắc cỡ nữa. Happy, Happy. Chị lấy gì thì lấy lẹ giùm cái đi. Từ giờ trở đi, tình nghĩa chị em coi như cắt đứt. Cô tưởng là tôi muốn làm cho cô chắc. Dù gì á, Phát á cũng sẽ hứa đào tạo tôi. Chị em tới chỗ làm cô không có. Cái gì vậy, cái gì vậy? Tính hỗn hảo chủ cũ hả? Happy, em để đó, nhỏ này chị xử lý cho. Ê, tao giật, tao giật cái bao người ta ghét cái đầu nè. Thôi, cái thứ con gái mà cắn ghét cái bao người đầu là tao không mua rồi. Để đó, thôi, con nhỏ đó, để đó chị xử lý cho. Được rồi, bỏ đi. Thứ gì mà vô làm mà gắn cái bao người đầu là thấy khó ưa rồi.
Bỏ đi mà nói hoài à. Happy, trời ơi sao mọi chuyện đâu có dễ dãi như vậy được. Nhỏ này hôm nay kỳ nha. Anh Tommy, anh Tommy. À, ủa Phát về hả cưng? Trời ơi sáng dậy đâu vậy hả? Đây em kiếm được cho anh một thành viên mới. Chào cô. Dạ con chào chú, con làm mén, con làm ở tiệm kế bên. Trời ơi, làm tiệm ở kế bên á hả? Làm tiệm ở bển xong ở bển làm đi, qua đây làm cái gì? Dạ con bị đuổi. Ai đuổi? Dạ Happy, con là chị của nó mà đuổi con. Cái gì? Happy đã đuổi con hả? Trời đất ơi, tao nói anh em như thể tay chân, gà cùng một trại chớ hoài đá nhau. Vậy mà nó đuổi con, Happy thì quá đáng, qua nói chuyện phải quấy nó mới được. Con Happy này là... con Happy, vậy là con nhỏ này ở tiệm Happy, vậy là nó là đối thủ với mình rồi. Đâu dắt gì đây được. Anh sao vậy? Anh muốn phát triển tiệm thì anh phải đào tạo người mới, anh hiểu không? Bây giờ bà già bà tánh nào tới đại học đóng tiền học là anh dạy liền. Như con này là địch, địch trong lòng địch. Mình để lâu nó trở thành bi kịch bởi vì nó là con địch. Anh thôi đi, người ta có ăn có học đàng hoàng. Với lại mén nhìn vậy tội nghiệp lắm. Thôi được rồi, anh có một tuần để đào tạo mén những kỹ thuật neo cơ bản. Tôi không đào tạo địch. Quyết định gì đi. Phát, Phát. Dạ, con chào thầy. Thầy chào con à. Yeah, đi thôi. Đi đâu vậy? Dạ con ra chợ mua mâm ngũ quả về bái sư. Dạ tôi chưa chết chị. Dạ xong rồi chị. Dạ em cảm ơn chị. Tốt lắm, em rất tiến bộ. Với sự thông minh và nhạy bén của em, anh tin chắc sau này em sẽ trở thành một thợ neo giỏi. Trăm sự em cũng nhờ anh Phát tốt bụng với em thôi à. À, mà em thấy anh Tommy đâu không? Anh Tommy đi sửa camera của anh. Anh sợ tiệm bị có gì á. Ừ, vậy thôi, em coi đi ăn cơm đi. Có gì anh canh tiệm, đợi anh Tommy về. Dạ thôi đi, anh bận á, anh đi trước đi. Ừ, thôi anh cũng có hẹn rồi. Để anh kêu shipper, giao đồ ăn tới cho em nha. À, thôi khỏi anh ơi. Thôi khỏi anh ơi. Bỏ cái gì trong nước sơn? Dạ em đi ra chợ quá chất. Mấy người ở ngoại nói là bỏ cái chất này vào thì mấy chai nước sơn sẽ hại khách của chúng tôi. Queen Nail sẽ bị mất hết khách, còn Bin Nail sẽ rộng đường phát triển, chiếm lĩnh thị trường nail biz. Đó anh nói có sai không? Đó là địch trong lòng địch. Nó dùng khổ dục kế để lợi dụng lòng tốt của anh em mình mà trà trộn vào đây nè, phá hoại mình nè. Chị Mén, em có xuống chị làm như vậy không? Không có. Chị có biết chị làm như vậy là ảnh hưởng tới đạo đức nghề nghiệp ngành nail không? Xin lỗi. Cạnh tranh sao cũng được, nhưng mà chị làm vậy là ảnh hưởng tới khách hàng. Lỡ người ta xài mấy cái này rồi người ta bị gì sao hả chị Mén? Chị xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tất cả là lỗi của tôi. Hạnh không có liên quan hết trơn á. Muốn xin lỗi phải không? Lên phường xin lỗi hả? Ơi, đừng có bắt giao tôi cho công an mà. Thôi được rồi. Dù gì cũng chưa hại ai. Hai chị em cô về đi. Về sao được mà về? Bây giờ nó chưa hại mình, nhưng mà về sao nó hại mình thì sao? Tôi nói thôi là thôi. Bye.
con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy dữ trong lòng đường dài. Sam ơi, mẹ nhạc gì mà xinh rợn à, thời buổi nào rồi anh phải cập nhật xu hướng đi chứ. Trời đất ơi, đây là nhạc bolero. Bolero là món ăn tinh thần ngon lắm, trời, từ đời này qua đời khác nó ngon thiệt ngon vậy đó. Mấy đứa trẻ tụi em á không biết thưởng thức bolero gì hết trời à. Mệt mỏi. Được rồi, để anh lên lầu anh tự mở nhạc bolero của Bích Chi anh nghe mình anh. Phần là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rồng đường dài. Ui da, ui da, ui da, ui da, ui da, ui da, ui da. Sớm mở nhạc không cho ai ngủ hả? Ui da, hả? Ui da, hả? Trời ơi, trời ơi, ồn ào. Ui da, ui da, ui da, ui da. Khoan. Cái gì? Mà anh thấy nhạc bolero của Bích Chi nghe cũng êm dịu dễ ngủ mà. Êm thì anh kiếm chỗ nào mà anh nghe. Chứ anh vô phòng tôi anh mở. Không cho tôi ngủ gì hết. Hả? Ủa Happy, ông Tommy ông bị gì mà bị phát like dữ vậy? Ông Tommy ông mê nhạc của ca sĩ Bích Chi vậy đó, lên mở rầm không cho ông phát ngủ. Giờ được đuổi ngoài đó. Ai? Bích Chi. Bích Chi? Con bé đó có gì đâu mà mê. Ủa, anh biết ca sĩ Bích Chi hả? Sao không? Con bé đó là bạn thân của nhỏ em anh mà. Hồi xưa hay qua đây chơi lắm. Anh Tính. Hả? À, anh giới thiệu ca sĩ Bích Chi cho em nha. Em muốn mời cổ làm gương mặt đại diện cho tiệm nail của em. Chuyện nhỏ. Cảm ơn anh. Anh Tính, anh cũng phải giới thiệu ca sĩ Bích Chi cho tiệm của tôi chứ. Bên Pink Nails, còn đây là Pháp bên Queen Nails. Cả hai đều là doanh nghiệp Việt Kiều. Xin chào, anh là Pháp của Queen Nails. Còn em là Hạnh, Pink Nails, Hân Hạnh. Về cái chuyện mà gương mặt đại diện á, anh đã nói với lại Bích Chi rồi. Có gì mọi người thương lượng đi ha. Thật sự thì khi nghe anh Tính nói về kế hoạch của hai bên, Bích Chi cảm thấy rất là hứng thú. Cho nên là Bích Chi quyết định sẽ làm gương mặt đại diện của Pink Nails, phải không chị? Chị Pink Nails là một thương hiệu rất nổi tiếng tại Mỹ. Chắc chắn là tên tuổi của chị sẽ được đảm bảo. Queen Nails cũng nổi tiếng không kém. Bích Chi nên cân nhắc. Không cần cân nhắc gì đâu chị. Em là người liên hệ với anh Tính để mời chị làm gương mặt đại diện. Em nghĩ chị là của bên em. Ủa, em là dân kinh doanh mà sao kỳ vậy Hạnh? Bích Chi chưa đưa ra quyết định, sao lại là của bên em? Nhưng tôi là người lên ý tưởng trước. Nhưng Bích Chi chưa... Thôi, được rồi. Mọi người làm tôi mất mặt quá đó. Ít ra để cổ lên tiếng chứ. Bích Chi nói đi em. Thật sự, trước khi tới đây, Bích Chi đã tìm hiểu về Queen Nail và Pink Nail rồi. Nhưng để có một sự công bằng, thì tôi nghĩ hai bên nên có một buổi thi đấu với nhau chứ. Quyết định vậy đi. Yeah. Xin chào mọi người. Sắp tới Bích Chi sẽ có một chuyến lưu diễn toàn quốc. Do đó cần phải có một đội kỹ thuật cao. Mỗi đội sẽ được 1 phút để trình bày ý tưởng và kỹ thuật của mình. Đầu tiên là xin mời đội Queen Nails. Anh có chắc là thắng không vậy? Chắc 100% luôn đó. Tại tôi là fan ruột của Bích Chi mà. Bà thích gì, bà muốn gì, tôi đều nắm trong lòng bàn tay tôi nè. Yên tâm. Kính thưa ban giám khảo và đối thủ Pink Nail, ý tưởng lần này của Queen với bộ nail có tên là Chuyến đò quê hương dưới ánh trăng trong đêm hội trăng rằm trung thu tháng 8 rước đèn ông sao trên dòng sông lấp la lấp lánh. Sến sẩm. Bà mới sến sẩm, ta hay vậy mà nghĩ sao sến sẩm. Sến rồi sao? Thôi, đội nào ôm sẽ bị trừ điểm. Queen Nail sẽ kết hợp kỹ thuật dipping 268 màu với chrome gel và đính đá lấp la lấp lánh tạo nên sự huyền diệu của đêm trăng thật lay động và ngây ngất lòng người. Hay quá thì em á. Và kết thúc phần trình bày của đội Queen Nail. Kế tiếp là mời đội Pink Nails. Xin chào ban giám khảo và đội bạn. Trước khi bước vào phần thuyết trình chính, Happy xin phép được mở một đoạn nhạc cho mọi người cùng thưởng thức.
chị Lâm. Yeah. Cô Bích Chi, dạ. Em cũng có hát nhạc trẻ nữa hả? Dạ cũng đúng, ngày xưa em rất thích hát trong nhạc trẻ. Nhưng mà thị trường âm nhạc lúc đó chọn bolero quá, cho nên là em phải đổi phong cách. Nhưng mà tại sao mọi người lại có đoạn nhạc này? Tất cả là nhờ chị Lâm hết. vỗ tay đi mấy em. Cảm ơn, cảm ơn. Theo như tôi được biết, Bích Chi là một ca sĩ rất đam mê với dòng nhạc trẻ, nhưng dòng đời đưa đẩy lại thành công với dòng nhạc bolero. Suy ra chị là một người có cá tính rất mạnh và nổi loạn. Vì vậy thiết kế lần này của Pink Nail sẽ là tắc kè hoa. Tắc kè hoa? Trời ơi, tắc kè hoa mà có cái bông một à. Không biết ngượng hả trời. Mỗi bông hoa được vẽ trên một bề mặt móng đã được phủ một lớp sơn glitter. Ánh sáng khác nhau sẽ cho một màu sắc khác nhau, rất phù hợp với ánh đèn sân khấu. Xin cảm ơn. Hay quá, tuyệt vời. Một bên là nghệ thuật, còn một bên là hiện đại. Có vẻ khó chọn ha. Ok, bây giờ mời hai đội bước vào vòng thực hiện kỹ thuật. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá luôn á. Thi. Và đội chiến thắng sẽ là Pin Nail. Tôi phản đối, tôi phản đối. Tại sao Bích Chi lại chọn một cái bộ móng mì ăn liền như vậy hả? Ê, 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 ông nói ai bộ móng mì ăn liền vậy? Hả, hả? Còn gì nữa? Hai đội im lặng. Để Bích Chi giải thích. Em. Mỗi một ngày Bích Chi lên sân khấu rất là nhiều lần. Mỗi một lần Bích Chi lên sân khấu, Bích Chi muốn mang cho mình một phong cách hoàn toàn mới. Chi chọn một phương án nail hiệu quả, tiện lợi và độc đáo. Đó là lý do tại sao Vin chiến thắng. Yeah! Vậy mà nói hay lắm. Ai mà biết được tự nhiên chọn bên Vin nail vậy à. Nhưng mà không sao đâu, 30 chưa gọi là Tết. Rồi, bây giờ chúng ta chốt lại. Như vậy, kết quả ca sĩ Bích Chi sẽ là gương mặt đại diện cho Pink Nails. Yeah. Anh ơi, sao tay em bị đỏ vậy nè? Sao vậy? Ngứa ngứa nữa. Bộ móng này có vấn đề. Như vậy là chị chấp nhận làm đại sứ thương hiệu cho bên Queen Nail tụi em ha. Trời ơi, mừng lắm, cũng không được luôn đó. Xúc động dễ, sợ xúc động luôn à. Dạ, trời ơi, em còn nhỏ tuổi mà trước kia em bằng chị, em ngại. Không phải, tính tôi á, ai mà là nghệ sĩ á, là tôi kêu bằng anh, bằng chị không à. Mặc dù mình đã có tuổi. Vui tính. Trời ơi, thấy bàn tay của chị nghe, em xót xa quá trời luôn vậy hà. Người ta nói á, người yêu người sống để yêu nhau, mà họ không hề thương mình gì hết trơn á trời á. Họ dám làm những điều mà quá đáng như vậy. Trời ơi, nhìn bàn tay ngọc ngà của chị á, em xót xa hết sức luôn vậy đó. Trời ơi, thôi, anh đừng có nhắc cái tiệm vô lương tâm đó nữa được không? Cái tiệm đó chắc chắn em sẽ kiện cho ra lẽ. Đúng,
Đúng, chị phải kiện, kiện tới bến luôn chị. Kiện mà chấp nó bánh xác cái tiệm đó luôn chị. Dạ. Ừ. À chị à, quên nữa. Này là vấn đề chính, nãy giờ em giao đãi thôi. Dạ. Giờ em vô trọng tâm vấn đề nha. Là okay, cái hợp đồng này em ghi xong hết rồi. Chị cần ký một cái là coi như là chị là gương mặt đại diện thương hiệu cho bên em. Ok anh. Dạ. Không được ký. Tại sao vậy? Xin lỗi chị, nhưng hợp đồng này bên chúng tôi không thể ký. Bởi vì nhân viên bên tôi đã gian lận. Gian lận hả? Trong cuộc thi, vì muốn giành được hợp đồng, cho nên nhân viên bên tôi đã lén bỏ thuốc gây ngứa vào trong bột đắp của pin nail. Làm gì có chuyện đó. Ai mà làm tiểu nhân vậy, không có đâu. Phát, đang nói cái gì vậy hả? Thôi đủ rồi, anh thú thật đi. Alo Khanh hả? Thành công ngoài tiên liệu luôn. Trời đất ơi, không nghĩ là thành công đến như vậy luôn đó. Thì theo chỉ thị của cưng đó, anh đã bỏ thuốc gây ngứa vô dòng massage của Pinel. Anh đã giành được gương mặt đại diện thương hiệu về cho tiệm của mình luôn. Em biết sao không? Mộ Oanh có công ơn lớn với anh lắm. Nên mộ Oanh sai chỉ thị gì, kêu làm cái gì, dù dầu sôi lửa bỏng, anh cũng nhảy vô anh làm luôn nữa. Rồi vậy nghe, thôi nghe. Rồi vậy ha. Cái tát này là trả thù cho 5 ngày hủy sổ của tôi đó. Bích Chi, Bích Chi, Bích Chi. Em đó, em là mất đại sứ thương hiệu của Quinnell mình rồi, biết chưa? Mất khách cũng được, nhưng em không chấp nhận chuyện cạnh tranh không công bằng. Làm ăn mà cạnh tranh không công bằng là chuyện bình thường thôi. Em muốn là mọi thứ hoàn thiện là chỉ có trong mơ mà thôi. À, dạo này anh thấy em á, lúc nào cũng lăn xăng lay quay bên con Happy hết. Dịch áo cho người xem lưng hả? Em với nó có ý gì phải không? Chuyện này không liên quan tới ai hết á. Kể từ nay về sau, em cấm anh không được làm chồng mèo sau lưng em. Em sẽ nói mẹ về chuyện này. Phát! Phát! Quá đáng à! Thông tin nhà cung cấp đó là đúng đúng không? Rồi ok, chị cắt đuôi Queen Nail cho em nha. Mình đã để lọt khách viết vào tay họ rồi, không thể nào để cho họ biết cái nhà cung cấp này được nha. Anh là nhà cung cấp phụ liệu nail. Chào em, em muốn mua gì? Anh Phát, sao anh ở đây? Bạn lần. Anh Long. Dạ em chào anh Long. Ê. Anh Long. Chào anh. Nghe trong dân làm nail nói anh là nhà cung cấp phụ liệu hàng đầu Việt Nam. Rất vui được gặp anh. Anh Long, em là người liên hệ với anh trước. Xin lỗi, bên cậu đã liên hệ với tôi chưa? Cậu là Pinel hả? Dạ, Pinel là cơ sở của em. Ồ, vậy hả? À, xin lỗi vì sự đường đột này. Bên tôi chỉ muốn cho anh thấy thiện ý của bên tôi thôi. Anh Long, bên em liên hệ trước á. Vậy thì mời cậu về. Tôi sẽ tiếp chuyện cậu sau khi cậu đặt hẹn trước với tôi. Còn bây giờ thì tôi ưu tiên cho người đẹp này. Dạ em cảm ơn anh Long. Công bằng là quy tắc của tôi. Dạ à. Dạ. Cảm ơn anh đã chiếu cố pin nail của em. Ai đến trước thì người đó sẽ là trung tâm. Lúc nãy anh nhìn em với cậu thanh niên kia, anh hiểu họ không có công bằng lắm. À, thật ra cũng không phải như vậy đâu anh. Không, không qua được mắt anh đâu. Anh ghét nhất là cái thể loại đó. À dạ. À, vậy là anh đồng ý cho em bên em độc quyền các sản phẩm hot của bên anh đúng không? Tất nhiên rồi. Nhưng trước tiên anh em mình phải đặt phòng trước đã. À, phòng gì anh? Em tìm hiểu anh thì em phải hiểu cho tới nơi tới chốn. Nguyên tắc của anh là tiếp khách phụ nữ ở nơi riêng tư. À dạ. Dạ em chào anh. Em đi đâu vậy? Buông ra. Em đi đâu vậy? Anh đi điên hả? Anh làm gì vậy? Em đi đâu vậy? Buông ra.
Ban ngày ban mặt dám làm gì hả? Mày mà không xin lỗi cô ta, tao sẽ bẻ gãy cái ngón này kêu cái cốc cái mày không có bằng không quẹt đúng không? Buông tôi ra, buông tôi ra. Xin lỗi. Tôi xin lỗi. Em cảm ơn anh. Cô có sao không? Dạ không. Mấy chuyện này tôi gặp hàng ngày, cô phải cẩn thận đó. Dạ. Thôi tôi về nha. Anh là Cao Toàn. Dạ. Anh cũng làm phụ liệu nail nữa hả? Không giấu gì em, sản phẩm nail của anh được giải quy chương vàng bên ngành nail toàn quốc đó. Vì công ty là công ty mới bắt đầu thôi, công ty startup thôi, nên thiếu khách hàng dữ lắm. Vậy anh có cần đầu ra không? Em cũng kinh doanh về nail nè, nếu được thì anh em mình hợp tác. Cái gì? Em có nói giỡn với anh không? Em mới gặp anh có 2 lần mà. Nhưng anh là người đáng tin, anh đã từng giúp em mà. Để anh suy nghĩ cái đã. Anh chấp nhận. Nhanh vậy. Anh dư tính quá hả? Em cứ yên tâm, khi đã hợp tác với anh rồi thì chuỗi tiệm nail của em sẽ luôn có màu đẹp và độc từ bên anh. Cảm ơn anh. Ý không có. Không, tóc em rớt kìa. Anh dễ cho. Cảm ơn. Công nhận em có một mái tóc đẹp quá. Tóc anh cũng đẹp nữa. Cảm ơn em nhiều. Công nhận cái chuyện mình khen tóc qua lại lẫn nhau vậy mà cũng tâm đầu ý hợp ghê ha. Mong lần này mình sẽ hợp tác vui vẻ. Dạ. Tao vui vẻ. Buông tay ra. Chị Lâm, chị Lâm. Buông ra. Thấy người đẹp tính về hả? Dạ. Rồi bây giờ tính về luôn tôi hả? Dạ. Buông tay ra. Dạ, dạ, buông ra. Dạ, 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 chị buông tay em. Không phải như chị nghĩ đâu. Không có nghĩ ngờ ngồi vậy đó. Thấy đẹp. Tính về rồi hả? Không có dễ đâu nha. Tôi lấy gót giày hả? Tôi quánh cho lòi. Chị Lâm. Người ta giúp mình mà sao chị đi hành hung người ta vậy? Chị không biết ai hành hung em. Em đang hành hung chị thở không nổi. Yeah. Anh này đang có ý định muốn hợp tác và phát triển tiệm nail của mình ở Việt Nam đó. Cái gì? Anh này giúp mình hả? Wow. Really? Nhanh nhẩu. Em sorry. Yeah. you are handsome. Yeah. Yeah. Không có ôm. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, tiệm em mới về nhiều mẫu sơn đẹp lắm, chắc chắn là chị đi tiệm khác không có luôn á. Dạ. Dạ rồi, vậy là em viết lịch 2 người chiều thứ tư này phải không? Dạ rồi, em cảm ơn chị nha. Em khách đang ơi, mà em làm gì em lấy keo dán với nước dưỡng nhiều quá vậy? Nhiều đầy nhầm nhò gì, ra lấy đồ cho em đi nhanh lên. Hả, lấy nữa hả? Chắc tôi về Mỹ sớm quá bà ơi. Về Mỹ làm gì? Nghĩ sao vậy? Về đây tôi đi làm quản gia đâu phải làm cu ly đâu. Giúp em đi. Ôi, khách hàng mệt muốn chết luôn à. Alo anh Toàn hả? Em khỏe. Cuối tuần thôi cái đó để sau đi ha. Mà đợt này em nhận được hàng hết rồi, đợt tới anh chuyển giúp em gấp đôi cái lô này luôn ha. Dạ, em chuyển khoảng 50% trước cho anh luôn rồi đó. Dạ, bye bye anh. Trời ơi, tôi nghe vụ mày cái gì chuyển khoảng 50% cái tôi muốn đau cuộc sống lưng luôn vậy đó. Sao? Cái hàng em xài mới có 1-2 khách em nhận chi cho nhiều vậy? Rồi nhỡ mày xài không được rồi sao đổi? Không được gì mà không được, em chuyển khoản hết tiền của anh ta đi hết rồi. Em phải cẩn thận đó nha. Mấy thằng đẹp trai là nó hay gạt người lắm đó. Đừng có vội giả tin như vậy nha. Gạt gì mà gạt. Chị thấy ai mới gặp em lần đầu mà giúp em chưa? Sắp tới ha, tiệm nail của mình sẽ nổi nhất Sài Gòn cho chị coi. Chị Lâm, hay là lát nữa mình kêu anh Cao Toàn qua nhà mình mời cơm ảnh ha? Cái gì? Kêu qua ăn cơm hả? Rồi ai nấu cơm rồi ai rửa chén? Chị nói chứ ai, em còn phải tiếp ảnh nữa chứ bộ. Trời, chị không có rảnh đâu đó nha. Em gọi điện thoại cho ảnh á. Phiền não. Thuê bao quý khách
vừa gọi hiện không. Sao rồi, tắt máy rồi phải không? Chị á, là chị thấy cưng là cưng lậm vô anh Toàn lắm rồi đó. Chị nói cưng rồi, đừng có tin đàn ông, nhất là những người đẹp trai như vậy là càng không nên tin nữa đó. Không phải, anh Toàn không như chị nghĩ đâu. Hả? Thấy chưa? Coi kìa, chắc chắn là mấy cô đó tới mua mỹ phẩm nail của tụi mình á. Tới đấy. Cũng mừng à, để tôi đến tôi hỏi coi. Mấy chị ơi, mấy chị mua mỹ phẩm nail hả? Dạ, em chủ tiệm nè. Cái gì mà chủ tiệm hả? Đây nè, coi đi, hả, đền lại cái bàn tay cho tôi đi. Bàn tay ngọc ngà của tôi ra thân thể như vậy nè. Hả? Cái người lương gạt tôi vậy đó hả? Chị bình tĩnh, chị bình tĩnh. Chị đi làm móng dạo ở đâu rồi, cái móng chị hư gì chị lại đây chị bắt đền tụi tôi là sao? Cái gì? Nói cái gì? Nè, tôi tới cái tiệm này tôi mua thuốc dưỡng móng nha. Mà bây giờ là nó ngứa, nó lở móng tôi như vậy nè. Có giấy tờ đàng hoàng, bây giờ con chối hả? Giờ muốn con cãi hả? Đợi em xíu. Bình tĩnh. Nè. Nè, thấy chưa, còn nhỏ chị bình tĩnh, chị bình tĩnh. Mày đừng có câu giờ nghe chưa. Bây giờ mày nói một tiếng đi. Đền hay là không đền? Chị đợi từ từ, em giải quyết. Trời, thấy chưa, tao nói nó rồi, mua chúng hàng giả rồi. Đền hay là không đền? Nè, ông đợi tao phá nát cái tiệm của mày. Từ từ để em giải quyết, không cần phải lớn tiếng như vậy. Tao lớn tiếng là đền sao? Chị, nè, tao nói cho mày biết nha. Mày đụng ai chứ mày đụng nhầm con tán bàn cờ này là không có xong đâu nghe cho mày. Chị đừng có xỉ vô mặt em như vậy. Bắt đầu xỉ lên biết không? Tao xỉ lên rồi sao? Hả? Buông ra, tao xỉ lên. Chị cho mình, cho mình tới đi. Đừng mà trời ơi. Từ từ em giải quyết. Mọi người làm gì vậy? Có gì từ từ nói. Từ từ cái gì? Giờ em coi kìa. Hôi hết rồi kìa. Thôi được rồi, mấy chị coi đi khám đi. Bao nhiêu tiền thì tôi gửi lại. Thay mặt cho Binel, xin lỗi mấy chị. Ừ, nói vậy thì còn nghe được đó. Nhưng mà nè, nói thì phải nhớ giữ lời nghe chưa. Không có đền là không xong với tôi đâu đó. Đi về mấy chị. Nhớ đó. Gì đâu. Là ăn. Thấy chưa? Nói rồi, đừng có tin người quá. Rồi bây giờ mua chúng là hàng giả rồi đó. Giờ sao? Chị im đi. Lỗi của em hết được chưa? Thôi được rồi. Thôi, anh qua đây làm gì? Anh qua đây để coi tôi thất bại đúng không? Trời ơi, bây giờ tiệm nail không còn một móng hết. Làm sao mà ăn nói với mẹ đây? Mày ngu lắm luôn á. Ăn học cho cố vô rồi cũng bị lừa. Tội nghiệp Hạnh quá, chắc mình phải qua giúp. Gì vậy chứ mà Hạnh hả? Em ăn bù mê thuốc lú ra làm sao vậy hả? Nó cài người qua bên tiệm của mình thì học lắm nghề đó, em biết chưa? Anh ồn ào quá, nhiều khi người ta không có thời gian đào tạo học viên thôi. Nói ra lại mình, em trúng bùa của nó rồi đó. Được rồi, anh gọi điện, anh mét với mẹ qua anh cho mà coi. Anh phiền quá, suốt ngày đem mẹ tôi ra hù dọa. Anh đi vô trong đi. Lẹ. Anh mà phiền hả? Phát. Ủa anh Đạt, anh đi đâu qua đây vậy? Mới họp trên quận về. Đây, khiếu nại của cậu á đã được chấp nhận rồi, còn này là giấy triệu tập của quận. Phiền anh quá, sao anh không để em tự chỉnh lấy? Mới họp về thì thôi, sẵn tiện ghé được cậu luôn. Cậu là còn nhẹ đó, còn bị neo chắc là phải đóng cửa một tuần để điều tra. Thì nói ra thì cũng tội nghiệp, họ cũng là nạn nhân của tên Toàn. Toàn nào anh? Tên lừa đảo chuyên nghiệp.